Mến chào quý vị và các bạn khán thính giả thân mến. Rất vui mừng khi được chào đón quý vị và các bạn đến với câu chuyện ngắn đời thực đặc sắc hôm nay. Con đi đâu thế? Nghe ông hỏi, cô có chút trột dạ. Con, con đi qua nhà con hạnh chơi. Đi qua nhà con hạnh thôi mà, sao con lại gấp gáp vậy? À thì, con hẹn nó nhưng bây giờ sắp trễ giờ rồi. Thôi, con không nói với ba nữa. Con đi đây. Thấy con vội như vậy, ông cũng không hỏi thêm. Ờ, nhớ về nhà sớm ăn cơm đó. Con biết rồi. Dứt lời, Thu Lan nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà cô liền thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết lúc nãy cô đã hoảng sợ như thế nào. Lúc cô đến bệnh viện, đã có mấy người xếp hàng ở ngoài. Đợi đến lượt cô thì cũng là 30 phút sau bước vào phòng khám. Nữ bác sĩ cho cô xét nghiệm một lượt rồi kết luận. Chúc mừng cô, cô đã có thai được hơn một tháng rồi. Dù đã đoán trước được kết quả nhưng Thu Lan vẫn sừng sốt. Tôi, tôi thật sự có thai sao? Bác sĩ nghi hoặc nhìn cô. Sau đó bà đưa giấy xét nghiệm đến trước mặt Thu Lan. Đây là giấy xét nghiệm. Cô có thể nhìn kết quả ở trong này. Nhìn giấy xét nghiệm hiện rõ mấy chữ có thai cõi lòng cô liền vang lên từng hồi chuông báo động vậy là cô đã có thai thật rồi vừa ra khỏi bệnh viện thu lan lập tức gọi cho bạn trai của mình cô run rẩy nói anh thành anh có thể đến gặp em ngay bây giờ được không nghe những lời cô nói đầu dây bên kia cười nói lan bây giờ anh còn đang làm việc không đến gặp em được không được em muốn gặp anh ngay bây giờ em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Đầu dây bên kia bỗng chốc trở nên im lặng khiến Thu Lan càng sốt ruột hơn. Cô lại hỏi. Anh Thành, anh còn ở đó không? Lúc này, Nhật Thành mới miễn cưỡng lên tiếng. Được rồi, anh đến liền. Em cứ đến chỗ cũ chờ anh. Hơn 40 phút sau, cuối cùng cô cũng đợi được Nhật Thành đến gặp mình. Vừa mới mở cửa vào anh ta đã hỏi có chuyện gì mà em muốn gặp anh gấp thế cô run rẩy đưa tờ giấy khám thai vừa nãy đến trước mặt bạn trai mình em em có thai rồi sao em lại có thai được rõ ràng lần nào anh cũng dùng biện pháp an toàn làm sao mà em biết vẻ mặt người đàn ông lộ vẻ nghi ngờ hay là em lén phén qua lại với thằng khác sau tôi đúng không anh bị điên rồi à sao anh có thể nói như vậy với em anh biết tình cảm của em dành cho anh như thế nào mà biết mình nói sai hắn im lặng một lúc rồi mới nói bác sĩ nói đứa bé bao nhiêu tháng rồi được hơn một tháng vậy thì may quá nghe những lời này của anh ta thu lan ngơ ngác hỏi may cái gì vậy anh đứa bé còn nhỏ như vậy thì cũng thuận tiện cho việc em phá thai dường như không thể tin được những lời mình vừa nghe Cô gặng hỏi lại một lần nữa. Anh, anh nói cái gì? Anh bảo em đi phá thai sao? Ngoài cách đó ra thì chúng ta đâu còn cách nào khác. Bây giờ công nghệ tiên tiến rồi chuyện phá thai dễ dàng lắm. Chỉ cần là một cuộc tiểu phẫu nhỏ thôi. Nên em yên tâm đi. Như có gì đó nghẹn ở cổ họng. Thu Lan khó khăn nói. Anh Thành, tại sao anh không nghĩ đến việc sẽ cưới em? cho đứa bé trong bụng của em một danh phận mà lại nhẫn tâm bắt em bỏ đi nó. Anh ta vội ôm cô dỗ dành. Không phải là anh không muốn cưới em, nhưng em cũng thấy rồi đó bây giờ công ty của anh đang trong thời kỳ phát triển, bận rất nhiều việc, đám cưới trong lúc này không ổn đâu. Thu Lan vùng vẫy thoát khỏi tay hắn, cô khó chịu nói. Có gì mà không thích hợp, nó là con của anh và em, làm sao em có thể nỡ lòng mà bỏ đi nó thu la nà em đừng có trẻ con nữa bây giờ thật sự không phải là lúc nên đám cưới đâu em nghe lời anh bỏ đứa nhỏ đi sau này mình còn nhiều cơ hội để sinh con mà không được em không thể bỏ nó thấy cô không chịu thỏa hiệp anh ta cũng không còn nhiều kiên nhẫn để dỗ dành nữa lớn giọng nói em đừng có cứng đầu như vậy được không em tưởng nuôi một đứa con là dễ lắm à hơn nữa chúng ta còn quá trẻ, không phải em không biết gia đình anh ra giáo như thế nào, làm sao mẹ anh có thể chấp nhận chuyện con dâu chưa bước vào cửa đã mang thai? Anh nói gia đình của anh như thế, vậy anh đã có từng nghĩ cho em chưa? Nếu để ba em biết được chuyện em có thai với anh nhất định sẽ đánh em chết mất. Em cũng biết sợ, tại sao lại không đi phá đi? Chẳng phải làm như vậy là xong rồi à? Anh Thành, anh hoàn toàn không hiểu cảm nhận của em anh có biết từ giây phút em biết được trong bụng của mình có một đứa nhỏ em đã cảm thấy kỳ diệu như thế nào không thật ra em rất sợ nhưng em lại yêu con hơn em không muốn mất đứa con này có lẽ tình mẫu tử là thứ kỳ lạ nhất trên đời có thể bạn không biết được đứa nhỏ trong bụng mình có hình dạng ra sao nhưng khi nó vừa xuất hiện trên cõi đời này thì đột nhiên bản năng của một người làm mẹ lại trỗi dậy nghe giọng điệu cương quyết của cô anh ta có phần nhẹ giọng. Lan à, em suy nghĩ lại một chút đi. Em muốn đánh cược hạnh phúc của hai chúng ta chỉ bởi vì đứa nhỏ này thôi sao? Nước mắt thu Lan rơi lã chã. Cô khóc nức nở. Anh Thành à, em muốn đánh cược vào đứa con này. Nếu anh có yêu em thì em xin anh đừng bắt em phải bỏ nó. Anh về nhà lựa lời nói với mẹ anh một tiếng có được không? Thấy cô khóc như vậy, đáy lòng Nhật Thành cũng có chút dao động. Cuối cùng anh ta nói, Thôi được rồi, em đừng khóc nữa, anh sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ anh. Anh nói thật sao? Ừ, anh nói thật, nhưng tạm thời em cứ giấu chuyện có thai này đừng nói cho ba của em biết. Nhớ chưa? Em nhớ rồi. Sau khi tạm biệt Nhật Thành, cô thất thần trở về nhà, vừa vào cửa đã thấy ba ngồi trên sofa đọc sách vì đã làm chuyện có lỗi nên cô không dám nhìn ông chỉ cúi đầu thưa ba con mới về ờ mau về phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm dạ con biết rồi lúc ăn cơm ông quan tâm gắp cá vào bát của con thu lan cũng tự nhiên ăn nhưng khi vừa nếm thử được một ít thì cô liền cảm thấy buồn nôn dù cho đã cố gắng gượng cuối cùng cô vẫn không chịu được mà buông chén chạy vào nhà vệ sinh thấy con đã ở trong đó lâu như thế ông thịnh không khỏi lo lắng lan có sao không con sao con ở trong đó lâu thế lúc này thu lan ở trong nhà vệ sinh cả người ướt đẫm mồ hôi nghe tiếng ba ở bên ngoài cô lại càng sợ hơn nói vọng ra bên ngoài con không sao ba ăn cơm đi đừng lo cho con khi cô trở về bàn ăn nhìn thấy món cá chép đặt trước mặt mình liền tỏ vẻ ghét bỏ đẩy nó ra xa ông thịnh nhìn cô với vẻ ngạc nhiên không ăn cá à chẳng phải bình thường con thích ăn lắm sao hôm nay con không thích ăn cá nữa lần sau ba đừng nấu món này nữa nhé mặc dù cảm thấy hơi lạ trước phản ứng của con gái nhưng ông cũng không hỏi gì thêm chỉ nói ba biết rồi Lần sau ba sẽ không nấu món này nữa. Mãi đến khi hai ba con ngồi trên sofa, Thu Lan mới ngập ngừng tìm cách dò hỏi thái độ của ông. "Ba, con nói ví dụ thôi nhé. Nếu con làm chuyện gì có lỗi, ba có giận con không?" Ông Thịnh bỏ tờ báo trên tay xuống, nghiêng đầu sang hỏi con. "Con đang có chuyện gì giấu ba đúng không?" "Không có, con làm gì có chuyện giấu ba. Con chỉ nói là ví dụ thôi." ba trả lời câu hỏi của con đi con biết đó mẹ con mất sớm ba cũng chỉ có một mình con nếu như con có làm sai chuyện gì ba cũng sẽ bằng lòng tha thứ không tức giận với con nghe những lời của ông nói cô có phần nhẹ nhõm hơn lại tiếp tục nói con có một người bạn nó mang thai với trai khi chưa cưới hỏi nếu ba là ba của nó ba có cảm thấy tức giận không đương nhiên là phải tức giận rồi dù thời đại bây giờ đã có phần tiến bộ nhưng nhiều người vẫn khó có thể chấp nhận chuyện này và ba cũng chưa thể cởi mở như vậy được mấy lời thú tội của thu lan bỗng chốc bị đẻ xuống không thể nào mở miệng được nữa chỉ có thể im lặng gật đầu phản ứng nôn ngén khi mang thai của cô ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn cô vừa ăn được mấy miếng thì đã cảm thấy buồn nôn khiến cho ông thịnh ngày càng nghi ngờ hơn ông nói dạo này bố thấy con không được khỏe lắm hay ba đưa con vào bệnh viện khám nhé nghe đến hai chữ bệnh viện cô liền lắc đầu sợ hãi con không sao đâu bố chắc là con bị đau dạ dày thôi uống thuốc mấy ngày sẽ hết bây giờ con cảm thấy hơi mệt con xin phép về phòng nằm nghỉ không đợi bố mình nói thêm câu nào thu lan vội vàng đi lên phòng lấy điện thoại gọi điện cho nhật thành đầu dây bên kia một lúc mới nhấc máy alo có chuyện gì không em anh đã nói chuyện đám cưới của tụi mình với mẹ của anh chưa em sắp không đợi được nữa rồi ba em bây giờ đang nghi ngờ chuyện em mang thai em không thể lúc nào cũng nói dối còn đợi nữa thì ba em sẽ phát hiện mất em đừng có hối thúc anh nữa anh đang tìm cách nói chuyện với mẹ của anh đây anh nhớ nhanh lên một chút nhé biết rồi lúc này thu lan như người ở trên đống lửa lại không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi nhật thành nhưng đúng với câu giấy không thể gói được lửa muốn người khác không biết thì trừ khi mình đừng làm chuyện cái thai cuối cùng cũng bị phát hiện hôm đó khi thu lan vừa trở về nhà đã thấy ba từ trên lầu đi xuống vẻ mặt của ông vô cùng tức giận vừa gặp cô ông đã lớn tiếng con về rồi à mau ra đây cho ba dường như dự cảm được có chuyện chẳng lành cô rụt rè ngồi xuống đối diện ông lo lắng hỏi có chuyện gì không ba ngay lập tức tờ khám thai lúc trước bị quăng trước mặt cô ông gằn giọng con nói xem đây là cái gì cầm tờ giấy khám thai trên tay cô run run nói sao sao ba có thứ này nếu không vô tình nhìn thấy thứ này thì mày còn định giấu ba đến khi nào nữa con ơi là con, sao con có thể làm ra loại chuyện nhục nhã như thế này, chưa chồng mà lại có con. Cô lập tức chạy sang ngồi cạnh ông, quỷ gối cầm tay ba mình mà nức nở nói. Bà ơi, con xin lỗi ba, con không muốn như vậy đâu. Con không có lỗi, lỗi là của ba đây này. Là ba không biết dạy con để con làm ra loại chuyện xì nhục gia đình như thế này. Bà ơi, là tôi không tốt là tôi không lo được cho con mình để bây giờ thành ra như thế này đây nước mắt cô rơi xuống không ngừng hai tay vẫn nắm chặt tay ông ba ơi ba đừng nói như vậy mà là lỗi của con là con không biết giữ mình là con làm ba phải mất mặt với người ngoài ba đánh con đi đánh con chết đi chứ ba đừng tự trách mình như thế ông thịnh nhìn con gái đang quỳ gối dưới chân mình Hai mắt vì khóc quá nhiều mà đã sưng đỏ, trong lòng dù muốn đánh cho con một trận, nhưng cuối cùng cũng không đành lòng ra tay. Hai mắt ông đỏ lên, cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng để nói với con. Ba đứa bé trong bụng của con là ai? Là là anh Thành ạ. À. Hết lần này đến lần khác, Thu Lan cứ làm ông tức giận. Ông không biết phải nói gì với con vào lúc này thì ra là con giấu ba qua lại với nó chẳng phải lúc trước ba đã bảo con chia tay với nó rồi sao nó là một thằng đảo hoa con ở bên cạnh nó chỉ có khổ thân nhưng con yêu anh ấy còn không thể bỏ anh ấy được hơn nữa bây giờ trong bụng của con còn đang có đứa con của anh thành ông thở dài một hơi mẹ của nó đã biết chuyện chưa anh ấy đang tìm cách nói chuyện này cho mẹ anh ấy biết ạ à? nói với nó không có đợi chờ gì hết chiều nay nó và mẹ nó đến gặp ba dưới sự tức giận của ông thịnh cuối cùng nhật thành và mẹ của anh ta cũng đến nhà của thu lan vừa bước vào nhà bà tư đã thể hiện thái độ khó chịu ung dung ngồi xuống đối diện với hai ba con của thu lan ông thịnh trầm ngâm nói chắc hẳn chị cũng biết chuyện của hai đứa nhỏ bây giờ con lan lại đang mang thai chúng ta phải nhanh chóng tổ chức đám cưới cho hai đứa nhỏ Tôi có nghe thằng Thành nói về chuyện này, cháu của tôi thì tôi nhận, chuyện đám cưới thì tôi cũng sẽ tổ chức, nhưng vào ngày rước dâu, Thu Lan chỉ có thể đi bằng cửa sau, không được bước vào cửa chính. Đến lúc này, bao nhiêu sự nhẫn nhịn của ông Thịnh cũng không còn nữa, ông lớn tiếng quát, bà nói như vậy là có ý gì? Con gái của tôi cũng là cành vàng lá ngọc, con nhà có văn hóa, giáo dục đàng hoàng, tại sao lại không được bước vào cửa chính bà tư cười chế diễu anh à không phải tôi có ý gì xấu với con gái của anh nhưng anh cũng biết rồi đó xưa nay phụ nữ có con trước ngày cưới đều phải đi bằng cửa sau nếu không sẽ mang lại xui xẻo cho nhà chồng làm sao mà ông thịnh có thể để con gái của mình bị người khác ức hiếp ông nói bây giờ đã là thời đại nào rồi mà bà còn tin những phong tục cổ hủ như thế có thai trước khi cưới thì đã sao đời con gái chỉ có một lần cưới gà bà bắt nó đi cửa sau như thế chẳng phải là khiến nó nhục nhã à phận làm đàn bà với nhau sao một chút đồng cảm mà bà cũng không có anh nói những lời này sao mà nặng nề quá đi cửa sau một chút thì có thiệt thòi gì đám cưới cũng chỉ là một hình thức hợp thức hóa cho cái thai này mà thôi mặc kệ hình thức hay không hình thức nói tóm lại nếu con gái tôi không được đi cửa trước thì khỏi có cưới xin gì ở đây nghe ba mình nói vậy thu lan khẽ lắc tay ông ba ba cái gì mà ba con không nghe bà ấy nói gì sao không có cưới hỏi thì một mình ba nuôi hai mẹ con của con cũng được thế là buổi gặp mặt giữa hai gia đình đã kết thúc trong không khí gượng gạo chẳng êm đẹp gì nhật thành cùng mẹ anh ta trở về nhà còn thu lan thì lên phòng ngồi khóc mấy ngày sau đó cô ăn uống chẳng ngon cả người ốm đi trông thấy ông thịnh dù giận nhưng lại rất thương con biết con mang thai nên hằng ngày đều nấu thức ăn tầm bổ bố có hầm gà này con mau ăn đi không nghĩ đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho đứa con trong bụng thu lan ngồi vào bàn cơm chỉ ăn được vài miếng rồi như người mất hồn trở về phòng khiến lòng ông như lửa đốt đêm xuống ông thịnh đi ngang phòng của con nghe thấy thu lan khóc thút thít ông kìm lòng không được mà đứng trước cửa phòng thật lâu tối đó ông không tài nào ngủ được cứ nằm suy nghĩ trằn trọc về chuyện của con gái vợ mất sớm một mình ông phải gà trống nuôi con đến tận bây giờ vừa phải là một người ba lại gánh vác luôn phần trách nhiệm của một người mẹ nên lúc nào ông cũng dặn lòng không để con của mình phải chịu uất ức chưa bao giờ ông lại mong ước vợ mình còn sống như lúc này nếu có bà chắc hẳn bà sẽ biết nên làm như thế nào để tốt cho con gái sáng hôm sau thu lan xuống nhà ông thấy hai mắt của con sưng đỏ thì lòng lại đau quặn thắt như có ngàn mũi dao đâm vào cuối cùng ông cũng hạ xuống cái tôi của mình hạ xuống lòng tự trọng mà ông luôn gìn giữ để nói với con con thích thằng thành lắm sao thu lan gật đầu con thích anh ấy bà. Bây giờ trong bụng của con lại mang thai con của anh ấy. Con không thể nào không có anh thành được. Con muốn con của con có cả ba lẫn mẹ. Con không muốn nó phải như con. Từ nhỏ đã không có đầy đủ tình thương. Con cũng nghe mẹ nó nói rồi. Con không được vào nhà bằng cửa chính. Phải đi bằng cửa sau. Con cam tâm chấp nhận chuyện này à? Ba thì già rồi. Cũng chẳng sống được bao nhiêu năm nữa. Ngoài mẹ con ra, con là người mà ba yêu nhất ba không muốn con vì bất cứ điều gì mà phải chịu uất ức cả cô nắm chặt tay ông giọng nói có chút nghẹn ngào con biết ba yêu thương con nhưng vì đứa con trong bụng dù có chuyện gì con cũng sẽ chấp nhận ông thở dài rồi nói được rồi nếu con đã nói như thế thì ba cũng không còn lý do gì mà cấm cản con nữa con hãy cứ làm điều mà con cho là đúng nếu sau này có chuyện gì thì cứ quay về đây ba luôn ở nhà chờ đón con trở về thu lan xúc động ôm chặt ông con cảm ơn ba vì cái thai trong bụng đang dần lớn lên nên đám cưới của thu lan nhanh chóng được diễn ra ngay sau đó trước ngày cưới ông thịnh ở trong phòng nói chuyện với con gái thật lâu ngày mai con chính thức trở thành vợ của người ta rồi sau này cũng sẽ không được thường xuyên về thăm ba nữa ở bên đó, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Có muốn ăn gì thì cứ mua đừng có tiết kiệm. Không có tiền thì cứ nói với bà. Phải biết nghe lời và hiếu thảo với mẹ chồng. Để người ta thương mình nghe con. Cô xúc động ôm chầm lấy ông mà khóc. Con nhớ rồi. Ba ở nhà phải giữ gìn sức khỏe. Con sẽ cố gắng thường xuyên về thăm ba. Ờ. Ngày đám cưới của Thu Lan diễn ra. Ông Thịnh đã cho con gái rất nhiều cua hồi môn để bên nhà chồng nể mặt không làm khó con gái của ông nhìn con gái bước theo chồng cuối cùng ông thịnh cũng không nhịn được mà khóc ông không muốn để con nhìn thấy chỉ dám đứng một góc nước mặt lặng lẽ rơi từ đây con gái đã không còn là của một mình ông nữa còn về phía thu lan ngày đầu tiên về nhà chồng cô đã thức thật sớm để chuẩn bị bữa sáng khác hẳn với lúc ở nhà lúc nào cũng có ba trăm lo Bây giờ cô phải một mình làm mọi thứ. Nấu xong bữa sáng cũng đã là 40 phút sau. Nhìn thức ăn bày trên bàn, cô mới cảm nhận được sự vất vả của ba. Trong suốt hai mươi mấy năm qua, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, thì ngày nào Thu Lan cũng nhìn thấy ba tần tảo nấu từng bữa ăn cho cô, mà chưa một lời than vãn. Nhớ đến chuyện này, trong lòng cô bất chợt nghĩ ngợi mông lung, không biết giờ này ở nhà ba đã thức dậy và ăn sáng chưa nữa. Đúng lúc này, bà Tư bước xuống nhà. Tiếng ho của bà đã cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu cô. Thu Lan liền lễ phép nói. Bữa sáng con đã nấu xong rồi ạ. À. Con mời mẹ ăn sáng. Ừ. Lên phòng gọi chồng của con xuống ăn luôn đi. Dạ. Để con lên gọi anh ấy. Lúc cả nhà đang chuyên chú ăn sáng, bà Tư chợt nói. Lan à, bây giờ con đang mang thai, hay là con nghỉ việc ở công ty đi ở nhà dưỡng thai cho khỏe động tác cầm đũa của thu lan dừng lại cô ngẩng đầu nói với mẹ chồng dạ không cần đâu mẹ bây giờ con cảm thấy vẫn khỏe có thể đi làm bình thường khỏe cái gì mà khỏe con đi làm tiếp xúc với máy tính không tốt cho sức khỏe của cháu mẹ đâu thấy bà cương quyết như thế thu lan vội quay đầu sang nhìn nhật thành dùng ánh mắt mong đợi anh ta sẽ nói với mẹ mình một tiếng nhưng không ngờ những lời nói của anh ta lại khiến cô càng thất vọng hơn mẹ nói đúng đó em nghỉ việc ở nhà đi anh đi làm là được rồi chồng con cũng đã nói như vậy rồi đừng bàn cãi gì thêm nữa cứ nghỉ việc ở nhà đi mặc dù không muốn thu lan cũng đành gật đầu dạ để con cố gắng sắp xếp lúc hai người ra khỏi nhà thu lan khó chịu nói với nhật thành sao lúc nãy anh lại hùa theo ý của mẹ thế rõ ràng là anh biết em thích công việc hiện tại như thế nào mà anh ta vẫn hời hợt trả lời cho qua chuyện ôi có chuyện gì đâu mà em cứ làm quá lên không làm được việc này thì còn việc khác đợi sau này sinh con xong thì mặc sức mà làm còn bây giờ chuyện trước mắt em cứ ở nhà dưỡng thai đi thôi anh có cuộc họp quan trọng anh đi trước đây em tự lái xe đi nhé. Nhìn bóng chồng mình bước ra khỏi nhà. Thu Lan không khỏi ấm ức nhưng cô cũng chẳng biết phải làm gì ngoài chuyện chấp nhận. Ngoài chuyện bắt cô nghỉ việc ở nhà, thì mẹ chồng đối xử với Thu Lan không tệ. Bà là người đã từng trải nên có rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ mang thai. Bà suốt ngày nấu mấy món ăn giàu chất dinh dưỡng cho con dâu tẩm bổ. Nhìn Thu Lan ăn, bà vui vẻ nói. Dáng ăn nhiều đi con, để còn có sức sinh cháu trai cho mẹ cô được bà chăm sóc cẩn thận nên quá trình mang thai lúc đầu cũng không tính là quá cực khổ ngoại trừ chuyện bị ốm nghén những tưởng bản thân đã tìm thấy bến bờ hạnh phúc nhưng sau này cô mới biết rằng chỉ cùng một người nhưng lại có đến hai bộ mặt đêm xuống cô có chút nhớ ba mình liền lấy điện thoại gọi cho ông đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời alo con gọi ba có gì không con nhớ ba nên gọi điện thôi ạ à? ba đã ăn tối chưa nhìn bát mì gói trên bàn ông thịnh cười nói với con ba ăn rồi hôm nay ba ăn tiệc với mấy người bạn toàn thức ăn ngon thôi con à ba đừng có lừa con đấy nhé không có con ở nhà thì ba cũng phải ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa ba biết rồi con đừng có lại nhảy nữa mau đi ngủ sớm đi dạ con biết rồi vài ngày nữa con sẽ về thăm ba ừ cúp điện thoại cô thở dài một hơi nhìn bóng đêm bao phủ ngoài cửa sổ chưa bao giờ thu lan muốn được ở bên cạnh ba mình như lúc này cô nhớ những đêm yên ả được cùng ba xem tv hai ba con sẽ ngồi cùng nhau trò chuyện về một chương trình mà họ yêu thích đến tận nửa đêm còn bây giờ nhìn lại căn phòng xa lạ này cô lại cảm thấy có chút không quen đứng được một lúc thì cô quay trở về giường rón rén nằm xuống bên cạnh nhật thành anh ta vừa mơ màng vào giấc ngủ thì bị tiếng động của cô đánh thức cáu gắt nói tối rồi mà em còn đi đâu vậy em không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ có biết là anh mệt lắm không em em xin lỗi anh em chỉ là vừa gọi điện nói chuyện với ba thôi lần sau có muốn gọi ai thì gọi sớm một chút đừng có chọn những giờ người khác chuẩn bị đi ngủ mà gọi em biết rồi hôm nay đến lịch hẹn khám thai của thu lan đây cũng là ngày mà cô sẽ biết được giới tính của đứa bé ở trong bụng mình bác sĩ xoa xoa cái bụng có phần nhô lên của cô cười bảo chúc mừng cô sắp có con gái nhé thai nhi cũng rất khỏe mạnh nhìn vị trí mà bác sĩ chỉ tay trên màn hình trái tim của Thu Lan liền rung động, hóa ra con gái của cô chỉ nhỏ như vậy thôi sao. Đến khi khám xong, cô nhân tiện ghé về thăm ba mình một chuyến. Do không báo trước nên khi Thu Lan về nhà thì ông Thịnh đã đi ra ngoài. Thu Lan lấy chìa khóa của mình mở cửa bước vào trong. Khi vừa mở cửa nhà, cô liền đi vào bếp để tìm ít nước uống, nhưng không ngờ khi vừa vào bếp đã thấy cảnh tượng bát đũa ngổn ngang, có mấy vỏ mì gói còn chưa kịp bỏ đi. Nhìn thấy cảnh này, cô không biết phải diễn tả được cảm xúc trong lòng mình như thế nào. Chỉ biết nó giống một con dao cùn cứa từng nhát vào tim cô, vừa đau đớn lại vừa tê dại. Đúng lúc này, ông Thịnh cũng về, thấy cửa nhà đã mở. Đoán được là con gái trở về nên ông vội vàng đi vào bếp để thủ tiêu mấy vỏ mì kia. Thu Lan đang trầm ngâm ở trong bếp thì nghe thấy tiếng động. Cô quay đầu lại đã thấy ba mình đứng trước mặt giọng cô có chút nghẹn ngào đồ ăn ngon mà ba nói với con là đây sao ba ba chẳng phải lúc trước ba không cho con ăn mì gói bởi vì không tốt hay sao sao bây giờ ba lại ăn nhiều như thế này ôi mấy hôm nay ba bận nên mới ăn tạm cái này thôi mấy hôm trước ba toàn ăn đồ ngon thôi con à mà thôi con mau ra ngoài phòng khách đi để chỗ này cho ba dọn dẹp là được rồi con đang có thai ở mấy chỗ dầu mỡ này sẽ không thoải mái đâu. Không sao đâu ba, để con ở đây dọn phụ ba là được rồi. Dọn cái gì mà dọn, ba làm nhanh lắm, xong việc sẽ nấu món ngon cho con ăn. Thu Lan tiến đến ôm chặt ông, khóc thút thít. Con cảm ơn ba, ba tốt với con quá. Ông Thịnh xoa đầu con. Khi con bé này sắp làm mẹ mà còn khóc nhẹ, ba chỉ có một mình con, không tốt với con thì còn tốt với ai nữa nói rồi ông bảo con gái ra phòng khách đọc sách còn mình thì loay hoay dọn dẹp nấu ăn hơn một tiếng sau thì thức ăn được dọn lên bàn hai bố con ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn vừa ăn ông vừa hỏi nhà bên đó có đối xử tốt với con không nhà chồng đối xử với con tốt lắm ba đừng lo lắng cho con ờ ừ, được như vậy thì ba cũng mừng ở bên đấy nhớ nghe lời mẹ chồng. Đừng có cãi nhau nghe chưa? Dạ, con biết rồi. À, mà hôm nay con đi khám thai đấy bà ạ. Bác sĩ bảo đứa nhỏ trong bụng của con là con gái. Ồ, thế là ba sắp cho một cô cháu gái xinh đẹp bụ bẫm rồi. Chắc con bé sẽ giống con lúc nhỏ lắm. Không khí ở bên nhà Thu Lan vui là thế. Nhưng đến khi trở về nhà chồng thì hoàn toàn ngược lại. Vừa bước vào nhà, Mẹ chồng đã hỏi cô về kết quả khám thai ngày hôm nay. Khi cô vừa nói kết quả là con gái, thì sắc mặt của bà đã trầm xuống, không nói thêm lời nào mà quay người đi. Cho đến đoạn cầu thang thì cô nghe bà nói: "Đúng là đồ vô tích sự, có đứa con mà đẻ cũng không xong. Số tôi đúng là bạc phước, không biết khi nào mới có được đứa cháu trai để nối dõi tông đường." Cũng kể từ ngày đó, thái độ của bà đối với Thu Lan và đứa bé trong bụng khác hẳn. Nếu lúc trước bà chăm sóc cô tỉ mỉ như thế nào, thì bây giờ hoàn toàn trái ngược. Việc trong nhà từ nhỏ đến lớn đều đến tay cô, khiến Thu Lan làm không kịp thở. Hôm nay, khi đang dọn dẹp nhà cùng mẹ chồng thì Thu Lan nghe bà nói. Lan à, lát nữa đi chợ mua nhiều đồ ăn một chút đi. Hôm nay, con hạnh về thăm nhà. Nó thích ăn nhất là cá chép còn nhớ mua nhiều một chút nhắc tới cá chép là bụng của thu lan lại cồn cào buồn nôn nhưng lại nghe bà tư nói cô em chồng thích ăn nên đành chịu đựng ra chợ mua về lúc ở trong bếp nấu ăn mùi của cá cứ sộc lên mũi khiến cô không thể nào chịu được nên đành nhờ mẹ chồng mẹ ơi mẹ nấu món cá này giúp con được không ạ à? con không chịu được mùi này bà tư đang ngồi ở nhà trên nói chuyện với con gái mình Nghe những lời cô nói xong thì liền khó chịu. Cô không thấy tôi đang nói chuyện với con Hạnh sao mà còn nhờ. Ở nhà chồng rồi thì dẹp bớt cái tính tiểu thư đi. Nấu một con cá mà cũng không được à? Dạ, không phải là con nấu không được, mà vì từ lúc mang thai con bị ngén mùi cá mẹ ạ. Bà ta dùng giọng chua ngoa trả lời. Làm như trên đời này chỉ có mình cô mang thai không bằng. Lúc trước tôi mang thai thằng Thành, con Hạnh vẫn khỏe mạnh làm việc nhà bình thường có than vãn chút nào đâu thấy không thể tiếp tục nói chuyện được với bà thu lan cắn chặt răng nói dạ nếu vậy thì để con làm mẹ cứ nói chuyện với em hạnh đi dứt lời thu lan lại cầm con cá lên cố gắng nhịn cơn buồn nôn để nấu cho xong bữa tối đến khi thức ăn được bày ra bàn thì đã không biết bao nhiêu lần cô phải chạy vào nhà vệ sinh khiến cả người đều mệt lạ. Cơm lành canh ngọt được dọn lên bàn cũng là lúc Nhật Thành tan ca trở về nhà. Bà Tư và con gái cũng bước vào bếp ăn. Thu Lan cần mẫn xới cơm cho từng người. Xong việc cô mới nói: Con mời cả nhà ăn cơm. Con không được khỏe nên con xin phép được lên phòng nằm nghỉ ạ. Bà Tư không trả lời, chỉ chuyên chú gấp thức ăn cho con gái. Thấy vậy, Thành nhàn nhạt nói em mệt thì cứ lên nghỉ đi đợi đến khi thu lan vừa khuất bóng chuẩn bị bước lên lầu thì mẹ chồng mới mở miệng nói thành con coi vợ con đó hồi chiều mẹ chỉ nhờ nó làm cá chép cho con hạnh ăn mà giờ này lại giận hờn không chịu ăn cơm nữa chắc là cô ấy mệt thôi mẹ với em cứ ăn cơm đi đến khi anh ta bước lên phòng đã thấy thu lan nằm trên giường chùm chăn kín mặt Nhật Thành kéo chăn ra thì thấy cô đang khóc. Không hiểu sao thì thấy cảnh này thì anh ta lại bực mình. Em khóc cái gì? Trong nhà này có ai đã làm gì em chưa mà em lại khóc? Mẹ chỉ nói có một chút thì liền giận dỗi. Em sắp là mẹ rồi thì đừng có trẻ con nữa được không? Đừng có động một chút là khóc. Anh đi làm mệt rồi về nhà lại gặp em. Em có nghĩ cho anh chút nào chưa? Thật ra, không phải là cô muốn khóc chỉ không biết tại sao từ khi mang thai bản thân lại đa sầu đa cảm hơn cứ một chút là rơi nước mắt thu lan ghét bản thân phải yếu đuối như lúc này cô không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ một người nào cả thu lan lấy tay lau nước mắt em xin lỗi anh em không cố ý làm anh khó xử em cũng không muốn khóc đâu chỉ là từ lúc mang thai em lại trở nên như vậy như thế nào thì cũng do bản thân em đừng có lúc nào cũng đổ cho đứa con ở trong bụng anh mệt rồi mau chuẩn bị nước nóng cho anh tắm rồi xuống nhà dọn dẹp đi mẹ cũng sắp ăn xong rồi dạ để em làm liền lúc chuẩn bị xong nước nóng thì thu lan bước xuống nhà vừa đặt chân vào nhà bếp cô đã nghe thấy tiếng chén bát kêu loảng choảng kèm theo tiếng của mẹ chồng ông trời ơi có ai khổ như tôi không có con dâu cũng như không có bắt cái bà già dạ này phải rửa chén như thế này đây thu lan vội đi vào trong thấy cô em chồng chỉ ngồi nhởn nhơ trên bàn ăn trái cây còn mẹ chồng thì đang loay hoay rửa chén dưới bếp cô tiến đến nhỏ giọng nói mẹ mẹ để con rửa cho mẹ nghỉ tay đi ạ à. bà ta giở giọng chua ngoa không dám tự tôi làm được rồi cô không ăn mà tôi bắt cô rửa thì cô lại chê trách tôi là loại mẹ chồng ức hiếp con dâu nữa. Mẹ, mẹ đừng nói vậy mà tội cho con. Con nào dám có ý đó. Cô có ý đó hay không thì làm sao tôi biết được. Thôi cô lên phòng nằm nghỉ đi, để bà già này ở đây rửa là được rồi. Mẹ chồng ngoài miệng nói không cần, nhưng nếu Thu Lan quay về phòng thật không giúp bà rửa thì chắc chắn không thể nào sống yên nghĩ chuyện này mà đến tai chồng mình thì cả nhà sẽ náo loạn nữa nên cô chỉ đành đến bên cạnh bồn rửa chén đoạt lại mấy cái chén từ tay bà mẹ cứ để cho con rửa đi ạ à. việc rửa chén này là bổn phận của con con không có ý gì trách mẹ lúc này hạnh mới lên tiếng góp vào mẹ cứ để chị dâu rửa đi anh hai cưới chị ấy về không phải để làm những chuyện này hay sao cuối cùng sau bao lần đùn đẩy người dọn dẹp vẫn là thu lan cô không nói gì chỉ cố nhẫn nhịn cho qua chuyện cái thai trong bụng ngày càng lớn thời kỳ nôn ngén đã qua đi nhưng thay vào đó ban đêm chân của cô lại bị sưng phù mà vào những đêm đó chân cô đau nhức đến không ngủ được định xoay qua nhờ chồng xoa bóp giúp mình thì lại thấy anh đang ngủ say sợ đánh thức sẽ làm anh nổi giận cứ như thế cô chỉ biết tự ngồi xoa bóp chân một mình để cho dễ ngủ so với lúc yêu nhau bây giờ thu lan đã có thể cảm nhận được sự khắc nghiệt mà hôn nhân mang lại yêu nhau là một chuyện nhưng cưới nhau lại là một chuyện khác kể từ khi kết hôn đến bây giờ nhật thành cũng không còn nhiệt tình và mặn nồng như ngày trước có những hôm khi hai vợ chồng muốn thân mật nhật thành nhìn thấy thân hình mập mạp của cô cùng với những đốm mụn li ti trên mặt ngay lập tức anh trở nên mất hứng anh đã bỏ mặc cô quần áo sộc xệch ở trên giường còn mình thì bước vào nhà tắm. Vừa đi anh lại còn chửi thêm một tiếng, khốn kiếp. Những lúc như vậy, Thu Lan chỉ biết lặng thinh. Dù đã cố gắng làm mọi cách nhưng những đốm mụn vẫn không hết. Da của cô thì ngày một sần sủi hơn. Thu Lan cũng đã tìm đến bác sĩ. Nhưng họ bảo do cô mang thai. Nên nội tiết tố trong cơ thể bị thay đổi dẫn đến tình trạng như vậy. Chờ khi nào sinh xong, mọi thứ sẽ trở về như lúc trước còn về chuyện cân nặng tăng vọt thì đây là một điều hết sức bình thường nó là biểu hiện của việc thai nhi trong bụng phát triển bác sĩ luôn miệng chấn an cô không cần lo lắng chờ khi nào em bé ra đời sẽ tốt hơn thôi nói không cần lo là như vậy nhưng ở trên này làm gì có người phụ nữ nào muốn mình xấu xí trong mắt của chồng đâu thế nên vì chuyện này mà thu lan suốt ngày lao tâm khổ tứ cho đến một đêm cuối tuần. Dù đã gần 2 giờ sáng nhưng Nhật Thành vẫn chưa về nhà. Một mình cô ôm chiếc bụng bầu 6 tháng ngồi ở sofa chờ đợi. Khi Nhật Thành về nhà, anh ta say xỉn đến bước đi loạn choạng. Vừa thấy cô ở phòng khách, liền tỏ vẻ khó chịu. Sao giờ này em còn chưa ngủ? Ở đây làm gì? Thu Lan nhỏ giọng, tiến đến đỡ anh. Em đang chờ anh về. Chờ anh về làm gì? đang mang thai thì phải biết thân biết phận mà đi ngủ sớm chứ nhưng anh chưa về thì em không yên tâm được đúng là phiền phức mà mặc kệ anh ta đang lải nhải cô cố gắng gượng đỡ người về phòng nằm ngủ đang cởi chiếc áo sơ mi trên người anh thì cô vô tình nhìn thấy trên cổ áo sơ mi của anh có vết son môi đã nhạt màu từ ngày mang thai thu lan đã hạn chế trang điểm hơn nữa cô chỉ ở nhà dưỡng thai nên cũng không thường xuyên sử dụng son môi như trước. Thế nên vết son trên áo này chắc chắn không phải của cô, mà là của một người phụ nữ khác. Nghĩ đến việc chồng mình ở bên ngoài có nhân tình, cõi lòng của Thu Lan như thắt lại. Nhưng khi nhìn xuống bụng mình, cô đã tự chấn an bản thân mình rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Chồng của cô không phải là loại người như thế. Thay quần áo cho anh xong, cô lặng lẽ nằm xuống bên cạnh nhật thành vòng tay qua người ôm lấy anh cái bụng đã nhô cao tư thế nằm này khiến cô có chút khó chịu nhưng chỉ khi nghe từng tiếng hít thở đều đều của anh thu lan mới cảm thấy người đàn ông này vẫn còn là của mình cứ thế mới yên tâm chìm vào giấc ngủ sáng hôm sau khi nhật thành thức dậy thấy quần áo ngày hôm qua đã được thay ra anh ta đang mặc quần áo ngủ ở nhà thì cũng không nghĩ gì chỉ đoán là thu lan đã thay cho mình ăn sáng xong anh ta trở về phòng thu lan cũng bước theo sau khi nhật thành thay quần áo đi làm bước ra ngoài thì cô liền tiến đến cầm cả vạt tỉ mỉ thắt cho anh ta vừa thắt thu lan vừa dò hỏi hôm qua anh đi liên hoan với đồng nghiệp à ờ ừ. hôm qua hoàn thành dự án xong nên anh mời mọi người trong phòng đi uống vài ly nhân sự ở phòng làm việc của nhật thành thu lan đã có gặp vài lần lúc trước hai người yêu nhau cô cũng từng ghé qua nơi anh làm việc đa số người ở đó đều là nam chỉ có hai người phụ nữ nhưng họ cũng đã có gia đình nên không thể là đối tượng mà cô hoài nghi được thu lan bèn hỏi tiếp dạo gần đây anh mới tuyển thêm người mới à nghe câu hỏi của cô nhật thành có chút giật mình sao em biết được em đến chỗ làm của anh nhà cô cười nói không có em chỉ đoán thôi mà hôm nay em hỏi anh chuyện này để làm gì vậy anh cũng không hỏi em tại sao em lại đoán đúng à em nói như vậy là có ý gì anh có nhớ cái áo sơ mi ngày hôm qua anh mặc không tại sao trên đó lại có vết son môi của phụ nữ mà vết son đó lại không phải là của em vậy thì nó là của ai Em nói như vậy là đang nghi ngờ anh đúng không? Chỉ vì cái vết son nhỏ nhặt đó mà em nghi ngờ anh. Anh nói xem em có thể không nghi ngờ sao? Chồng mình gần 2 giờ sáng mới trở về nhà, trên áo lại còn có vết son môi của người phụ nữ khác. Thu Lan, em đừng có vô lý như vậy. Càng ngày anh càng cảm thấy em thật vô lý. Lúc trước em có như vậy bao giờ đâu. Kể từ khi lấy nhau đến bây giờ anh thấy em ngày càng thay đổi anh nói em thay đổi hay là chính anh đã đổi thay anh lúc nào cũng nói em có nghĩ cho anh không nhưng chính anh cũng chưa bao giờ nghĩ cho em cả anh nói anh đi làm mệt vậy còn em thì sao em ở nhà thì không mệt à mỗi buổi sáng khi anh còn nằm trên giường ngủ thì em phải vào bếp nấu ăn cho anh anh đi làm rồi thì em lại dọn dẹp nhà cửa sau đó lại nấu bữa trưa rồi lại đọc sách dưỡng thai cho con trước khi anh về thì em còn phải nấu bữa tối chuẩn bị nước cho anh tắm giặt quần áo cho anh anh nghĩ em sống nhàn nhã lắm sao anh cũng biết là trước khi em lấy anh thì em chưa bao giờ phải động tay vào những việc này mà nhưng em vì anh vì đứa con trong bụng mình mà sẵn sàng từ bỏ công việc mà em yêu thích em chấp nhận học tập việc làm nội trợ để chăm sóc cho gia đình mình bây giờ em đang kể công với anh sao hai mắt thu lan đỏ hoe cô nghẹn ngào nói em không phải là đang kể công với anh em chỉ muốn nói cho anh hiểu mà thôi em đang mang thai nên đôi khi cảm xúc của em sẽ không thể giống như bình thường em ghét cái tính đa sầu đa cảm của mình em ghét em xấu xí của hiện tại vết son kia nếu anh nói là không có gì thì coi như lần này em sai em sẽ không nói đến chuyện này nữa nhưng sau này anh có thể đừng đi về khuya nữa anh đừng để bất kỳ người phụ nữ nào khác chạm vào anh ngoài em được không em thật sự rất khổ sở giọng nhật thành trầm xuống em biết công việc của anh cần phải xã giao với nhiều người em không cho anh đi sớm về khuya không cho anh tiếp xúc với người khác giới thì anh lấy tiền đâu nuôi em lấy tiền đâu nuôi cái gia đình này thu lan nhỏ giọng nói anh biết em không có ý đó mà anh không biết là em có ý gì nhưng mà tóm lại là em cứ ở nhà chờ anh đi làm về còn mấy việc linh tinh kia thì em không cần phải nghĩ anh tự biết như thế nào là phải trái đúng sai dứt lời nhật thành đứng dậy cầm tài liệu bước ra khỏi phòng bỏ lại mình thu lan ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của anh ta cô nhìn bóng dáng của người đàn ông dần khuất sau cánh cửa nước mắt lặng lẽ rơi phải nói số lần mà cô khóc từ lúc mang thai đến tận bây giờ còn nhiều hơn so với tất cả những năm về trước cộng lại cô tiến đến chiếc gương lớn trong phòng ngủ. Nhìn dáng vẻ của người phụ nữ ở trong gương. Mới chỉ có 5 tháng, nhưng cô đã thay đổi quá nhiều. Nếu lúc trước Thu Lan là một cô gái mảnh mai, thì bây giờ cô đã trở thành một cô nàng mũm mĩm với chiếc bụng bầu đã nhô cao. Mái tóc thì rũ rượi, chỉ buộc tạm lên cho có. Lúc giờ tay vén tà áo lên khỏi bụng mình, cô lại càng cảm thấy tủi thân hơn những vết dạn xuất hiện chi chít khiến tâm trạng của thu lan như rơi xuống đáy vực ngay cả bản thân mình mà cô còn không muốn nhìn vậy có phải nhật thành đối với cô cũng sẽ như vậy mà ở bên này khi nhật thành vừa vào phòng làm việc cô trợ lý tên ngọc mai của anh liền bước vào thấy cô ta anh nói hôm qua em cố tình để son dính trên áo anh đúng không em không có mà anh đừng có nghĩ xấu cho em Em có biết bởi vì chuyện này mà vợ anh làm ẩm lên không? Khiến anh cả buổi sáng phải tìm cách đối phó nhức cả đầu. Cụ ta tiến về phía sau ghế. Hai tay chậm chậm xoa lên thái dương của Nhật Thành. Vợ anh đúng là không có tâm lý gì cả. Chồng đã đi làm mệt rồi mà còn gây khó dễ cho anh. Nếu là em, thì em sẽ không làm như vậy đâu. Có một người chồng đẹp trai như anh thì em yêu con không hết. Anh ta cười, bắt lấy hai tay của Ngọc Mai em đúng là dẻo miệng trái với tâm trạng âu sầu của thu lan hai người kia ở trong văn phòng vẫn anh anh em em một lúc làm những hành động thân mật khiến người ta phải đỏ mặt tía tai lúc anh ta trở về nhà liền mang bộ mặt khó chịu thu lan sợ bản thân lại không kiềm chế được mà muốn cãi nhau với anh nên chỉ đành im lặng hai vợ chồng cứ lạnh nhạt như thế đến hơn một tuần cho đến một buổi trưa khi cô đang đọc sách dưỡng thai cho con thì có tin nhắn từ một số lạ gửi đến thu lan vừa mở điện thoại lên xem cô đã bị giật mình làm rơi điện thoại xuống bên trong tin nhắn là hình ảnh một nam một nữ không mặc quần áo đang nằm ôm nhau mà người đàn ông trong ảnh không ai khác chính là nhật thành người chồng mà cô hết mực tin tưởng tận mắt nhìn thấy chồng mình đang thân mật cùng một người phụ nữ khác thử hỏi có mấy người phụ nữ trên đời có thể chịu đựng được cảnh này khóe mắt thu lan đỏ hoe nhưng cô cố gắng để bản thân mình không khóc bác sĩ đã dặn phụ nữ mang thai không được khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến con xoa chiếc bụng của mình mà trái tim cô như bị sát muối từng nhịp đập điên cuồng khiến cô đau đớn đến tê dại nhật thành không biết được chuyện ngọc mai đã gửi tin nhắn cho vợ mình về nhà lại không thấy biểu hiện khác thường của thu lan nghĩ trong đầu có lẽ cô đã sợ chuyện mình nổi giận vào buổi sáng hôm trước nên anh ta hoàn toàn yên tâm về chuyện bản thân ngoại tình mà không ai hay biết. Mọi chuyện cứ như thế mà tiếp diễn. Một buổi chiều tối hôm cuối tuần, Nhật thành trở về nhà. Lúc anh đang tắm thì có điện thoại gọi đến. Cô định chờ anh ra ngoài, nhưng thấy điện thoại cứ reo liên tục nên đành bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của phụ nữ. Alo, anh à, anh bỏ quên đồng hồ ở chỗ của em rồi này. Nghe những lời cô ta nói, máu nóng trong người Thu Lan sôi trào. Cô là ai? Tại sao chồng tôi lại bỏ quên đồng hồ ở chỗ của cô? Đầu dây bên kia không trả lời mà nhanh chóng cúp máy. Đúng lúc này, Nhật Thành từ nhà tắm bước ra, vừa thấy cô cầm điện thoại của mình, anh ta lập tức chạy đến. "Thu Lan, em đang làm gì đó?" Giọng điệu của cô trở nên mất bình tĩnh. "Anh hỏi em làm gì à?" em mới là người phải hỏi anh câu đó anh làm gì mà bỏ quên đồng hồ chỗ cô gái tên ngọc mai để bây giờ người ta phải gọi điện đến đây tìm anh em lại ghen tuông vớ vẫn cái gì nữa hôm nay anh đi làm việc không tiện cho việc đeo đồng hồ anh tháo ra nên mới bỏ quên đồng hồ trên bàn làm việc ngọc mai là trợ lý của anh có lẽ cô ấy thấy vậy nên đem về giúp anh anh đừng dùng những lý do trẻ con như thế này để lừa gạt em nữa có phải đây là cô gái để lại vết son môi hôm trước trên người anh không dường như anh ta đã không còn kiên nhẫn nữa lớn tiếng quát cô chuyện đó đã qua lâu rồi hôm nay em cố tình khơi lại đúng không anh làm sai mà không cho em khơi lại à anh đừng em không nói thì em không biết gì cả chẳng qua là vì em muốn giữ gìn hòa khí cho cái gia đình này nên không muốn làm lớn chuyện nhưng anh cứ lần này đến lần khác thách thức giới hạn của em khiến em không gây chuyện thì không được. Em nói em biết à? Em biết gì thì nói cho anh nghe xem. Phải vạch mặt nhau thì anh mới cam lòng đúng không? Vậy thì em để cho anh tọa nguyện. Nói rồi, cùng bước đến ngăn tủ kéo, lấy tấm ảnh hôm trước quăng vào mặt của Nhật Thành. Anh ta nhặt tấm ảnh dưới chân mình lên mà nhìn, ngỡ ngàng nói. Sao? Sao em lại có tấm hình này? anh tò mò tại sao em lại có hình ảnh anh và cô ta ân ái à chính cô nhân tình của anh gửi cho em đấy em không nói không có nghĩa là em không biết em vì con nên đã muốn chừa cho anh con đường quay đầu nhưng hết lần này đến lần khác anh ép em phải đi đến bước đường này đến lúc này mọi chuyện vỡ lẽ ra nhật thành lạnh lùng nhìn tấm ảnh sau đó lạnh nhạt nói với cô em biết rồi à biết rồi thì cũng tốt đúng là anh đã đi ngoại tình đó em nhìn cái bộ dạng bây giờ của em xem từ quần áo đầu tóc thân mình xem có giống như ngày trước không mỗi lần anh trở về nhà nhìn thấy bộ dạng của em anh lại càng mệt hơn có lúc anh còn ước mình không cần phải về nhà để không gặp mặt của em anh thật sự chán em lắm rồi thu lan cười lạnh anh chán em à anh nói câu này nghe nhẹ nhàng quá nhỉ đúng là tôi có mắt như mù mới yêu và lấy một thằng đàn ông tồi tệ như anh. Tôi vì ai mà phải mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Vì ai mà phải từ bỏ tất cả mọi thứ để yên phận làm một bà nội trợ. Kể từ khi lấy anh, tôi chưa được một ngày vui sướng. Hết bị mẹ anh rồi đến em gái của anh gây khó dễ. Còn phải chịu đựng cái tính khí thất thường của anh. nay anh đã nói rõ rồi thì tôi cũng không còn gì hối tiếc. Anh đã ngoại tình rồi thì chúng ta sẽ ly hôn tôi và anh mỗi người mỗi ngã không còn vướng bận gì nhau nữa còn đứa con trong bụng tôi cũng sẽ tự mình nuôi tôi không muốn để nó ra đời lại phải gặp một người bố tồi tệ như là anh nữa sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm lúc này chẳng có ai chịu nhường ai được cô muốn ly hôn thì chúng ta ly hôn tôi cũng chẳng thèm cái con vịt trời trong bụng của cô làm gì nhật thành anh nhớ cho kỹ những lời hôm nay mà anh đã nói rồi có một ngày nhất định anh sẽ hối hận. Dứt lời, cô lấy vali thu dọn quần áo của mình, một đường kéo hành lý ra cửa. Vừa bước xuống nhà đã gặp mẹ chồng đứng ở chỗ cầu thang. Lúc nãy vợ chồng họ cãi nhau quá lớn nên bà đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Bà ta biết con trai mình ngoại tình, nhưng từ sâu trong tâm luôn mặc niệm người có lỗi chính là con dâu, vì Thu Lan không biết cách giữ chồng nên con trai bà mới ngoại tình thấy thu lan bước xuống bà ta đã nói cô rời khỏi đây thì đừng hòng quay trở lại có trở lại thì chúng tôi cũng sẽ không tiếp đón cô bà tưởng tôi muốn ở lại đây lắm à tôi nói cho bà biết tôi rời khỏi đây rồi thì sẽ không thèm quay lại tôi chịu đựng cái nhà này quá đủ rồi từ khi rời khỏi nhà của nhật thành thu lan rơi vào cảm xúc tiêu cực chỉ muốn chết cho xong cảm giác khi bị người đàn ông mình yêu thương phản bội quá đau đớn mấy ngày nay cô cứ bị câu nói thừa nhận việc mình đã ngoại tình của nhật thành ám ảnh trong đầu khiến thu lan không tài nào ăn ngon ngủ yên được cơ thể đang mang thai đột nhiên bị sụt cân đột ngột tâm tình lúc nào cũng căng thẳng như muốn lấy mạng của cô cũng bởi vì tình trạng này mà thu lan đã sinh non con khi chưa đủ tháng đủ ngày ngày cô vào bệnh viện sinh con chỉ có ba mình ở bên, nhìn những người phụ nữ khác có chồng bên cạnh, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, cõi lòng như bị ai cào xé. Nhưng cũng may trời Phật thương tình, đứa bé đã chào đời một cách bình an vô sự. Chỉ có điều nhỏ nhắn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, đứa bé gái mặt mũi xinh đẹp, nhưng lại quấy khóc không ngừng, không cho ai yên giấc được. Mà Thu Lan khi thấy con bé khóc lại càng giận dữ, nhìn nó cô lại nhớ đến tên đàn ông bội bạc kia chỉ trách ông trời tại sao lại để con gái của cô mang khuôn mặt giống hắn như đúc đêm nào con gái cũng khóc thu lan dỗ dành mãi chẳng xong có lúc cô còn tức giận đâm ra chán ghét con gái của chính mình mày đừng khóc nữa có được không tao quá mệt mỏi rồi chính mày đã làm tao phải khổ sở như thế này phải chi không có mày thì tao sẽ không phải rơi vào con đường khổ sở như vậy mày có giỏi thì tìm ba của mày mà khóc với anh ta đi nhưng anh ta cũng sẽ không nhận lại mày đâu anh ta đã nói là không cần con vịt trời như mày rồi cô cứ nói con thì cứ khóc những lúc như thế cứ mặc con khóc cô thì cũng nằm chùm chăn kín đầu lặng lẽ rơi nước mắt đến lúc ông thịnh không chịu được nữa mà bước vào phòng cố gắng dỗ dành đứa cháu ngoại duy nhất của mình thì con bé đã khóc mắt mũi sưng đỏ lên Thu Lan tức giận mở chăn ra nói với ba mình. Ba mang nó đi đi, đi khuất mắt con, con không muốn nhìn thấy nó nữa. Sợ con gái kích động, ông chỉ có thể nói, "Được rồi, con đừng nóng giận, để ba mang con bé đi." Con bé khóc đã khiến Thu Lan đủ khổ sở, nhưng việc tắc sữa, không có đủ sữa cho con bú lại khiến cô càng khổ sở hơn. Từ khi sinh con ra, Thu Lan không có sữa dù cho ông thịnh đã nấu không biết bao nhiêu đồ bổ để con gái ăn nhưng sữa vẫn không có con gái lại không quen uống sữa bột khiến cô bé đói bụng càng khóc dữ hơn những lúc như vậy thu lan bất lực đến mức chỉ muốn chết quách cho xong để bản thân không còn đau đớn bị dày vỏ như thế nữa cũng may là con gái của cô hàng xóm cũng mới vừa sinh con khác hẳn với thu lan thì cô gái này có rất nhiều sữa đến mức hai bầu ngực căng tức Thế nên hàng ngày ông Thịnh đều chạy qua nhà người ta, xin từng bình sữa đem về cho cháu ngoại uống. Cuộc sống tràn ngập tiếng khóc cứ như thế diễn ra, cho đến một ngày ông Thịnh đột nhiên không còn nghe thấy tiếng cháu ngoại mình khóc thét nữa. Ông thấy sự yên lặng hôm nay có chút khác lạ, thế nên liền vào phòng xem thử tình hình. Không ngờ vừa bước vào phòng, ông đã bị cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm cho bàng hoàng sợ hãi. Con gái ông thì nằm trên giường cổ tay bị cắt chảy đầy máu còn cháu gái ở bên cạnh thì nhắm mắt ngủ say sưa ông vội vàng chạy đến ôm con khóc thét lan ơi con làm sao vậy sao con lại dại dột như thế này ông trời ơi ông muốn hành hạ gia đình chúng tôi đến khi nào nữa đây ngồi trên xe cấp cứu ông không ngừng khóc con ơi con đừng bỏ ba nếu con có mệnh hệ gì chắc ba không sống nổi cánh cửa trong phòng cấp cứu đóng lại bao nhiêu phút thì cõi lòng ông cũng tan nát bấy lâu lúc cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra bác sĩ nói nhờ có sự phát hiện kịp thời của gia đình mà bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch chỉ cần nghỉ dưỡng chờ vết thương lành thì mọi thứ sẽ ổn đến lúc này trái tim treo lơ lửng của ông mới được buông xuống ông thịnh rối rít nói cảm ơn bác sĩ vị bác sĩ lại nói nhưng tôi cũng xin nhắc nhở bác con gái của bác có những biểu hiện của việc trầm cảm sau sinh bác nên đưa cô ấy đến khoa tâm lý để khám thử nghe đến hai từ trầm cảm thì ông lại đau lòng dạ tôi biết rồi tôi sẽ đưa con bé đến đó khám lúc ông quay về phòng bệnh thì thấy thu lan đã tỉnh vừa nhìn thấy con thì mắt ông lại đỏ hoe con cảm thấy như thế nào rồi có chỗ nào không khỏe không con thu lan yếu ớt nói con không sao ba đừng khóc con xin lỗi đã để ba phải lo lắng con không cần phải xin lỗi gì hết chỉ cần con đừng làm chuyện dại dột gì làm hại đến bản thân mình là ba đã mừng lắm rồi con cũng biết năm xưa vì khó sinh mà mẹ con mất bà ấy đã dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy mạng sống cho con thế nên con phải biết chân quý mạng sống này có chuyện gì thì cũng không được làm bệnh gặp vấn đề gì thì con phải nói với ba ba sẽ chia sẻ cùng với con chúng ta mãi là một gia đình con đừng vì thằng đàn ông tồi tệ đó mà làm khổ mình nó không xứng đáng với sự hy sinh của con dạ con nhớ rồi ba mà con gái của con đâu rồi à ba đã gửi con ngọc cho hàng xóm trông giúp rồi lát nữa ba sẽ mang nó đến thăm con ba nhớ mang con bé đến nhanh nhé con nhớ con của con trải qua chuyện sinh tử lần này dường như thu lan đã hiểu ra một vài chuyện cô đột nhiên muốn gặp con gái của mình muốn ở bên cạnh những người mà mình đã thương yêu nghe con gái nói muốn gặp cháu ngoại ông liền nhờ y tá chăm sóc con mình rồi quay trở về nhà bế cháu ngoại đến nhưng khi về đến nhà thì con bé vẫn còn ngủ ông hỏi người hàng xóm thì người ta nói con bé đã ngủ kể từ lúc ông đi đến tận bây giờ đây đúng là chuyện lạ ông vốn rất hiểu tính nết của cháu ngoại mình con bé làm gì có chuyện ngủ lâu như thế có lẽ linh tính được điều gì đó ông mang ngọc đến bệnh viện cho bác sĩ khám lúc nghe được tin cháu ngoại ngủ say như thế là do uống thuốc ngủ thì ông không khỏi sửng sốt một phen cháu ngoại của ông chỉ mới bao nhiêu tháng tuổi vậy mà lại phải uống thuốc ngủ làm sao mà con bé có thể chịu được chuyện ngọc được mẹ cho uống thuốc ngủ không chỉ đơn giản là làm cô bé ngủ liên tục mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển sau này bác sĩ nói bé có nguy cơ sẽ chậm phát triển nhận thức cũng sẽ kém hơn những người bạn đồng trang lứa nhưng rất may gia đình đã phát hiện kịp thời nếu không tình trạng này cứ liên tục tiếp diễn như vậy đến một ngày nào đó khi thuốc quá liều thì e rằng tính mạng của đứa trẻ sẽ không còn nữa chỉ cần nghĩ đến chuyện này thì ông lại xót xa có lẽ con gái không muốn ông phải bị tiếng khóc của đứa trẻ này quấy dày trước khi chết thu lan muốn mang theo hết những phiền phức đã gây ra cho ông nhưng cô không biết được rằng đối với ông thịnh mà nói mỗi ngày được chăm sóc cho con gái được chăm sóc cho cháu ngoại thì ông đã hạnh phúc và vui sướng lắm rồi nhìn bé con ngủ trên tay ông nhẹ nhàng nói với cháu ngoại ngọc à con nghe ông ngoại nói này mẹ con đang không khỏe nên con đừng khóc nhé phải ngoan ngoãn để mẹ con nghỉ ngơi không phải mẹ con không yêu con mà là vì mẹ con đã quá khổ sở rồi con có thương mẹ con thì đừng quấy khóc nữa nghe con khi ông mang ngọc đến chỗ thu lan thì con bé đã tỉnh nhưng lúc này lại không quấy khóc mà nằm ngoan ngoãn bên cạnh thu lan nhìn con gái được ông thịnh cho uống sữa cô hối hận đến mức nước mắt rơi mẹ xin lỗi là mẹ không tốt mẹ không nên làm như vậy đối với con ông thịnh vỗ vai con không sao chuyện đã qua rồi sau này mọi thứ sẽ tốt hơn thôi con sau khi thu lan được xuất viện ông thịnh quyết định đưa con đến phòng khám tâm lý hai ba con vừa bước phòng đã không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy bác sĩ ông thịnh lên tiếng trước ôi khải đấy à có phải khải không khải là con của một người hàng xóm cũ của ông anh đi học ở nước ngoài nhiều năm bây giờ không ngờ lại là bác sĩ tâm lý của bệnh viện thành phố nhìn thấy hai ba con của ông khải cũng mừng rỡ nói bác thịnh là cháu đây cháu là khải đây bác vui quá lâu lắm không được gặp cháu rồi cháu cũng vậy dứt lời anh nhìn sang thu lan thấy cô có phần xanh sao trên cổ tay còn có băng gạc đoán được cô vừa làm chuyện dại dột anh nhẹ nhàng hỏi thu lan em còn nhớ anh không anh là khải đây cô gật đầu em nhớ làm sao mà em quên anh được thế thì tốt quá hôm nào anh mời em đi ăn một bữa cơm để ôn lại chuyện cũ nhé dạ được nói chuyện một lát anh bắt tay vào việc chuẩn đoán tình trạng bệnh cho thu lan biết cô đã bị trầm cảm sau sinh. Anh nói với Thu Lan ra ngoài trước để mình nói chuyện với ông Thịnh một chút. Khi cô vừa ra ngoài, anh liền hỏi ông Thịnh. Bác có thể kể cho cháu biết một chút về những chuyện mà Thu Lan đã gặp phải được không? Ông nghẹn ngào nói. Lúc trước nó mang thai thì hay tin chồng ngoại tình, rồi bọn nó tính đến chuyện ly hôn. Kể từ lúc đó, tinh thần của con Lan xa sút hẳn, cứ lầm lì mà khóc một mình rồi từ khi sinh con đến nay bác cứ cảm thấy nó chán ghét con gái của mình bác sợ con gái của mình khó chịu nên thường bế cháu ngoại sang phòng để ngủ với bác nhưng cách đây một tuần đột nhiên con lan lại bảo bác đưa con gái qua phòng cho nó chăm sóc rồi sau đó bác phát hiện nó tự tử còn cho con gái của mình uống thuốc ngủ cũng tại bác không chịu chăm sóc tử tế cho hai mẹ con của nó để bây giờ mọi chuyện thành ra như thế này vừa kể ông vừa lấy tay lau nước mắt khải ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai ông bác đừng khóc mọi chuyện cũng không phải do bác mà ra bệnh này cần phải có được sự quan tâm chăm sóc của gia đình để cô ấy không còn cảm thấy bản thân phải một mình đối diện với cuộc sống nữa cô ấy còn rất nhiều người yêu thương còn về chuyện của thu lan chúng ta phải từ từ tháo gỡ những nút thắt trong lòng của cô ấy để cô ấy thấy rằng đứa bé không phải là nguyên nhân khiến cho vợ chồng của cô ấy ly hôn người đàn ông kia ngoại tình thì đó là lỗi của anh ta cả thu lan và đứa bé đều vô tội họ không nên chịu đựng những hậu quả cho chuyện này được rồi mọi chuyện bác đều nghe theo lời của cháu bác cứ tin ở cháu nhất định cháu sẽ mang cô ấy trở lại cũng kể từ ngày đó khải tiến hành chữa trị bệnh tình cho thu lan còn bé Ngọc thì đưa vào bệnh viện cho các bác sĩ theo dõi tình hình, để làm giảm những biến chứng xấu nhất do thuốc ngủ để lại. Khải đưa Thu Lan đến một mái ấm dành cho những bà mẹ đợn thân có hoàn cảnh khó khăn. Đến đó, Thu Lan nhìn thấy những người phụ nữ cũng là mẹ đơn thân giống mình, nhưng cuộc sống của họ lại không được may mắn như cô. Trong những lần đến mái ấm đó, Thu Lan vô tình gặp được một người phụ nữ tên Mai, khác với cô người này có rất nhiều sữa đến nỗi ngực lúc nào cũng căng đến khó chịu nhưng cô ấy lại không thể cho con gái của mình bú sữa chỉ có thể cho con bé uống sữa bột do những nhà mạnh thường quân gửi tặng bởi vì mai bị nhiễm hiếp thu lan đã từng hỏi mai có sữa nhưng không thể cho con bú chị buồn lắm đúng không lúc ấy mai chỉ cười có gì mà buồn đâu em chị bị hiếp khi sinh ra đứa nhỏ không bị lây nhiễm đó là may mắn nhất cuộc đời chị rồi chị không đòi hỏi gì hơn đôi khi ở trên đời chúng ta đừng nên tham lam quá cái gì cũng phải biết đủ nếu em không biết đủ thì dù cho có bao nhiêu cũng không thấy hạnh phúc nghe mai nói thu lan mới tự ngẫm nghĩ lại hoàn cảnh của chính mình chị mai không có ai bên cạnh lại mang căn bệnh quái ác trong người nhưng lại vô cùng vui vẻ vậy còn cô thì sao cô có gia đình có ba ngày nào cũng ở bên cạnh và cô còn có con gái của mình cô đã có quá nhiều nhưng tại sao lại không thể vui vẻ phải chăng cô thật sự quá tham lam người đàn ông kia đã đối xử với cô quá tàn nhẫn cô cũng không thể vì điều đó mà tự hành hạ chính bản thân mình đơn giản vì anh ta không xứng đáng thu lan lại nhớ đến lời ba mình từng nói với cô con à chuyện gì qua rồi thì chúng ta cứ để nó qua đi không có người này thì cũng sẽ còn người khác ông trời muốn con sớm cắt đứt với nó cũng có thể là muốn bảo vệ cho con con thử nghĩ xem nếu như con không biết chuyện nó ngoại tình có phải con sẽ bị nó lừa gạt suốt đời không rồi sau này khi lớn lên con của con phải làm như thế nào nghĩ đến đây đáy lòng thu lan trở nên nhẹ nhõm không còn nặng nề như lúc trước lúc cô trở về nhà thì cũng là lúc ông thịnh bế bé, bé Ngọc rời khỏi bệnh viện. Con bé đã khỏe hơn rất nhiều, nên bác sĩ cho gia đình đem vào nhà chăm sóc. Vừa gặp con, cô liền đi đến, giơ tay ra nói với ba mình: Ba ơi, ba đưa bé Ngọc cho con bế một lúc đi ạ. À? Con đang mệt, để ba bế được rồi. Không sao, con không có mệt, ba cho con bế đi. Được rồi, con cẩn thận một chút ngọc nhanh chóng nằm vào vòng tay của thu lan nhìn bé con nhỏ nhắn trái tim cô lập tức trở nên mềm mại đột nhiên cô bé mỉm cười với cô một cái khoảnh khắc đó thu lan thấy tim mình ngọt ngào đến mức tan chảy hóa ra con gái đáng yêu như thế này tại sao từ trước đến nay cô chưa từng nhìn thấy nhìn thu lan không còn chán ghét con mình cả ông thịnh và khải đều nở một nụ cười mãn nguyện ông thịnh nói với khải khải à ở lại đây ăn cơm với gia đình bác đi hôm nay coi như làm tiệc chào mừng con bé ngọc được xuất viện về nhà khải cũng không từ chối dạ được ạ à, lâu quá rồi con chưa được ăn đồ ăn bác nấu ừ vậy một lát nữa nhớ ăn nhiều một chút ông thịnh đi xuống bếp nấu cơm khải thấy bản thân không làm gì mà chỉ ngồi chờ đến giờ cơm thì cũng rất kỳ cục thế nên khi ông thịnh vừa xuống bếp anh cũng vội vàng đi theo ông bác để con giúp một tay với ạ không cần đâu để bác làm một mình là được rồi cháu chỉ ngồi chơi thì chán lắm bác cứ để cháu phụ giúp một tay cháu thấy thu lan cũng đói rồi hai người cùng làm thì sẽ nhanh hơn ạ à. nghe đến đây ông thịnh cười trêu anh ồ hóa ra là sợ con lan đói anh có hơi xấu hổ nhỏ giọng nói cô ấy còn đang bệnh cháu sợ nhịn đói sẽ không tốt ừ bác đã có nói gì đâu nói rồi ông thở dài một hơi nếu lúc trước con không đi nước ngoài không chừng bác đã mai mối cho con với con lan lấy được con thì có lẽ nó sẽ không khổ sở như thế này khải nói thầm trong lòng gả lan cho con bây giờ cũng không muộn đâu ạ à. hai người đàn ông loay hoay trong bếp còn Thu Lan một mình ngồi chơi với con ở sofa, hai mẹ con chơi chán, cô lại bế con lên tay đi vòng vòng khắp nhà. Lúc đi ngang nhà bếp, Thu Lan vô tình nhìn thấy bóng dáng của Khải đứng cạnh ba mình nấu ăn. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy có một người đàn ông khác ngoài ba mình đứng bếp nấu ăn cho cô. Một cảm giác ấm áp đột nhiên lan tỏa trong lòng, cô mỉm cười rồi bế con đi ra ngoài. Thấm thoát cũng hơn 8 tháng trôi qua, bệnh tình của thu lan cũng dần hồi phục hôm nay đến ngày tiêm phòng cho bé ngọc nhưng ông thịnh lại có công việc đột xuất không thể đi cùng với cô thế là khải liền tranh thủ sắp xếp công việc của mình để đưa hai mẹ con cô đi đến bệnh viện vị bác sĩ quen thuộc khám cho bé ngọc nhìn thu lan cười nói đây là lần đầu tiên tôi thấy cô đưa chồng mình đi chung đó chồng cô cũng còn trẻ quá khi thu lan định lên tiếng giải thích thì cũng là lúc bác sĩ tiêm mũi kim vào tay con gái khiến cô bé khóc dữ dội khải phải phụ thu lan dỗ con cả buổi đến cuối cùng khi bước ra khỏi bệnh viện cô bé mới không còn khóc nữa ngồi trên xe thu lan nhớ lại chuyện khi nãy thì có phần xấu hổ cô nói với khải mấy chuyện mà vị bác sĩ khi nãy nói anh cũng đừng để ý làm gì biết cô muốn nhắc đến chuyện gì anh bình tĩnh nói nếu anh muốn biến điều cô ấy nói thành sự thật liệu em có cho anh cơ hội không nghe được câu trả lời của anh cô có chút khiếp sợ anh khải anh đừng đùa như vậy không vui một chút nào đâu khải dừng xe lại bên đường anh quay người sang nhìn cô anh không có nói đùa chuyện anh thích em là sự thật anh cũng thật lòng yêu thương bé ngọc chuyện anh yêu em không phải là chuyện nóng vội mà anh quyết định trong chốc lát anh đã thích em từ lâu lắm rồi từ khi hai chúng ta còn là hàng xóm với nhau cơ nếu biết em cưới tên kia sẽ khổ sở anh sẽ không đi nước ngoài để làm gì anh sẽ ở lại để chăm sóc cho em để trái tim của em có hình bóng của anh ở trong đó nhưng chúng ta không hợp đâu anh còn có tiền đồ rộng lớn còn em thì chẳng còn gì hơn nữa bây giờ em chưa sẵn sàng để bước tiếp vào một mối quan hệ mới em không cần phải trả lời anh vội mà hãy để cho anh có cơ hội chứng minh tình yêu của mình dành cho hai mẹ con của em anh chỉ xin em đừng đẩy anh ra xa hãy cho anh đến gần em thêm chút nữa thu lan không trả lời anh cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc xe cố giả vờ bản thân không nghe thấy những lời anh nói có trời mới biết trong lòng cô lúc này dối như thế nào cô không biết làm như thế nào mới đúng cô sợ bản thân sẽ rơi vào cuộc hôn nhân tồi tệ như lúc trước nhưng lại không nỡ đẩy khải ra xa không biết từ khi nào anh đã vô hình chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim mềm yếu của cô bé ngọc biết nói chuyện có phần hơi chậm hơn so với các bạn cùng lứa thu lan dậy mãi mà con vẫn chưa thể gọi mẹ trong lòng cô lại tự trách mình về chuyện lần trước cho con uống thuốc ngủ nhưng rồi có một ngày khi cô vừa xuống nhà, đã thấy Khải ôm trầm con gái của mình. Thấy cô, anh liền nháy mắt ra hiệu với bé Ngọc. Con bé ấp úng nói chuyện: "Mẹ, mẹ." Thu Lan giật mình, như không thể tin được những gì mình nghe thấy. Cô lại nói với con: "Ngọc, con nói lại lần nữa cho mẹ nghe đi." "Mẹ, mẹ." Cô mừng rỡ ôm lấy con sau đó vui vẻ quay đầu qua nói với khải anh khải anh có nghe con bé nói gì không con bé gọi em là mẹ đó anh mỉm cười ôm cô ờ anh nghe thấy rồi bé ngọc nói được như vậy hoàn toàn do một tay anh dạy anh đã dùng cả buổi sáng của mình để cô có thể nghe được câu này từ con thu lan vui mừng nên không để ý cái ôm của anh cho đến khi tỉnh táo lại thì mặt cô đã đỏ lên anh khải anh bỏ em ra được không anh nhẹ nhàng lùi lại ờ xin lỗi em là do anh vui quá đúng lúc này ông thịnh từ trong bếp bước ra ông ho nhẹ vài tiếng ba chưa nhìn thấy gì đâu nhé thu lan xấu hổ vội bế con đi lên lầu ba tụi con không có gì ba đừng nghĩ bệnh ông cười với con Ba không nói bậy, ba chỉ nói thật thôi. Hai người cứ như thế ngày qua ngày. Bộ dạng của họ theo lời của ông Thịnh nói thì chính là tình trong như đã. Mặt ngoài còn e. Cô tổn thương trong tình cảm. Nhưng lại không bài xích hay khó chịu khi anh đến gần mình. Giữa họ bây giờ dường như chỉ còn tồn tại một ranh giới mỏng manh chưa bước qua được. Cho đến một hôm, khi cô theo lời của ba mình đưa cơm đến bệnh viện cho anh, lúc này thu lan vô tình nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ văn phòng của anh hai người còn cười với nhau rất vui vẻ thu lan rất hiếm khi nhìn thấy anh cười như vậy với người ngoài nên vừa nhìn thấy cảnh này trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy khó chịu tiễn khách ra về khải định quay về văn phòng thì bất chợt thấy thu lan đang đứng cầm hộp cơm ở cách đó không xa thấy cô anh vội vàng chạy đến còn thu lan thấy anh đến thì liền bỏ chạy anh phải vất vả lắm mới đuổi kịp cô khải thở hổn hển hỏi em chạy cái gì đến rồi sao không vào phòng tìm anh cô có chút bực mình anh đang bận nói chuyện với mỹ nữ tôi vào chẳng phải làm kỳ đa cản mũi sao mỹ nữ nào ngoài em ra anh có tiếp xúc với mỹ nữ nào đâu anh đừng nói dối khi nãy rõ ràng tôi nhìn thấy anh cùng với người phụ nữ kia em hiểu lầm rồi người đó chỉ là một đồng nghiệp của anh thôi người ta đã có chồng rồi anh nói thật sao thật đương nhiên là thật suy nghĩ một chút khải mới chợt nhận ra cô giận dỗi anh vì anh nói chuyện cùng người phụ nữ khác ngay lập tức hai mắt anh sáng rực cười nói với cô lan em ghen sao cô xấu hổ nói tôi mới không thèm ghen tôi đến đây để đưa cơm cho anh thôi thật không vừa nói anh vừa dồn cô vào chân tường thu lan vô thức lùi một bước anh anh muốn làm gì anh không trả lời mà lập tức áp môi mình lên môi cô để trao cho cô một nụ hôn nồng cháy ở dưới cầu thang thoát hiểm của bệnh viện ban đầu cô còn chống cự nhưng sau đó lại buông xuôi thuận theo nụ hôn của anh để đáp trả lại hai người hôn nhau say đắm đến khi cảm thấy thu lan sắp không thở được thì anh mới buông ra nhìn thấy khóe mắt cô ướt át, anh lại nổi lòng tham, muốn chiếm cô làm của riêng mình. Khải nghiêm túc nói, hôn cũng đã hôn rồi, em cho anh một cơ hội để chăm sóc hai mẹ con của em được không? Anh thể với em, anh sẽ trung thủy với em tuyệt đối, trái tim này cả đời chỉ dành cho một mình em. Thu Lan ngại ngùng cúi đầu, mãi một lúc sau cô mới chậm chậm nói, được. Nghe thấy câu trả lời này của cô, anh vui sướng ôm chầm lấy cô cảm ơn em còn bên này từ khi hay tin nhật thành đã ly hôn cùng thu lan ngọc mai ngày càng lộng hành hơn nữa khắp cả công ty không ai là không biết họ là một đôi dù ngoài mặt người ta không nói nhưng sau lưng không ít người đã chế giễu nhật thành thử hỏi có người đàn ông nào vừa mới ly hôn với người vợ đang mang thai con của mình lại lập tức cặp kẻ cùng trợ lý nói anh ta không ngoại tình thì thật là khó tin rồi có một ngày ngọc mai nói với nhật thành đã cô ta đã có thai muốn anh ta phải đưa mình về nhà chăm sóc nghe nói cô ta mang thai con trai mẹ của anh ta càng thêm phấn khởi dường như quên mất bản thân cũng có một đứa cháu gái đang tồn tại thế là ngọc mai thuận lợi bước vào nhà của họ khác với thu lan lúc trước vừa vào ở nhà của nhật thành cô ta đã nói Bây giờ em đã có thai rồi, nên chắc là em sẽ ở nhà dưỡng thai cho tiện. Nhật Thành cũng không có ý kiến gì về chuyện này. Ừ, em cứ ở nhà đi. Ngọc Mai có ở nhà thật, nhưng cô ta không động đến bất cứ một công việc nhà nào. Ngay cả một bữa ăn tử tế cũng không nấu được. Ăn uống thì cứ bày bừa lung tung, khiến cái thân già của bà Tư phải đi theo dọn dẹp. Có lúc bực bội, bà Tư nói. Mai, Sao con ăn uống mà không dọn cho đàng hoàng? Không rửa thì cũng phải dọn cho gọn chứ. Mẹ, con đang mang thai, con mệt lắm, con không làm nổi. Lúc ấy, bà Tư buộc miệng nói: Con nói vậy thì đâu có được. Lúc con Thu Lan mang thai nó làm đủ thứ việc nhà, có thấy nó than vãn cái gì đâu. Ngọc Mai có phần bực bội: Mẹ, sao mẹ lại so sánh con với cô ta? con đang mang thai con trai còn cô ta chỉ mang thai con gái thì sao mà so sánh với con được con làm việc thì cháu nội đích tôn của mẹ sẽ mệt lắm bà tư chỉ có thể bất lực nói mẹ mặc kệ con đấy hôm nay khi nhật thành mệt mỏi trở về nhà vừa thấy ngọc mai nằm chéo chân trên giường xem điện thoại thì anh ta nói mai mau đi pha nước nóng cho anh tắm anh mệt quá cô ta vẫn nằm im tại chỗ bình tĩnh nói anh tự làm đi em mệt lắm em suốt ngày ở nhà thì có gì mà mệt anh đi làm mới mệt đây này sao anh biết em không mệt em cũng mệt mỏi lắm đây này mang đứa nhỏ trong bụng có dễ chịu chút nào đâu nhật thành lại giống mẹ mình buộc miệng nói lúc trước thu lan vẫn pha nước cho anh có thấy cô ấy than phiền chút nào đâu bị hai người trong nhà so sánh với thu lan ngọc mai bực bội nói này sao hai mẹ con anh thích so sánh em với cô ta thế cô ta là cô ta còn em là em các người đừng mơ là có thể ức hiếp em giống như con nhỏ ngu ngốc đó em nói cái gì em lặp lại lần nữa cho anh nghe xem có gì mà không dám nói tôi nói tôi sẽ không để hai mẹ con các người ức hiếp đâu Nhật Thành tức giận tát lên mặt cô ta một cái. Cái đồ mất dạy, cô ăn nói với chồng mình như thế hả? Ngọc Mai ôm mặt của mình mà thét lên. Anh dám đánh tôi? Trời ơi, coi kìa tôi đang mang thai mà chồng tôi cũng đánh. Anh ta bực mình nói. Em im lặng được chưa? Đừng có gào thét như một người điên như thế. Không muốn cãi nhau với cô ta thêm nữa. Nhật Thành bực bội bước ra khỏi phòng vừa xuống nhà đã thấy mẹ mình loay hoay rửa chén dưới bếp anh ta nói sao giờ này mẹ còn chưa lên phòng nghỉ mà lại ở đây rửa chén bà tư dừng động tác trên tay lại thở dài nói với con trai con mai nó ăn rồi để chén dĩa lung tung mẹ không dọn thì ai dọn bây giờ sao mẹ không bảo cô ấy dọn mẹ bảo được nó thì đã bảo lâu rồi cái con nhỏ này không nghe lời mẹ gì cả khác một trời một vực với con Lan hồi trước. Đột nhiên nhắc đến Thu Lan, cả hai mẹ con có chút ngây người, Nhật Thành ho nhẹ vài tiếng. "Mẹ à, cô ấy cũng đã đi rồi, mình đừng nhắc lại chuyện cũ nữa." "Ừ, ờ, thôi con lên nghỉ đi." Mẹ rửa xong rồi về phòng. Nghĩ đến chuyện bây giờ lên phòng lại phải đối diện với Ngọc Mai, Nhật Thành quyết định cầm gối xuống dưới sofa ở phòng khách mà ngủ sáng sớm hôm sau khi bà tư xuống nhà thấy con trai nằm ngủ ở đó thì giật mình nhanh chóng truy hỏi sao không về phòng mà lại ngủ ở đây anh ta gãi đầu bộ dạng vô cùng mệt mỏi lên phòng gặp ngọc mai thì lại cãi nhau con xuống đây ngủ cho yên tĩnh đến khi nhật thành đã đi làm mặt trời cũng lên cao ngọc mai mới ung dung bước xuống nhà bà tư thấy cô ta liền cảm thấy bực bội ở trong lòng có biết mấy giờ rồi không mà bây giờ mới xuống ngọc mai ngáp một tiếng rồi mới trả lời bà con có thai nên ngủ nhiều ấy mà chẳng lẽ chuyện này mẹ cũng tính toán với con sao tôi nào mà có dám nói gì với cô tôi còn chưa hỏi tội cô tại sao tối hôm qua bắt thằng thành xuống phòng khách ngủ mẹ à anh ấy lớn rồi muốn ngủ ở đâu thì làm sao mà con quản được thôi con không nói chuyện với mẹ nữa con đói rồi con đi ăn sáng đây bà tư nhìn bóng dáng của ngọc mai đi vào bếp mà bực tức trong người nếu không phải cô ta đang mang thai cháu trai của bà thì bà nhất định sẽ cho một trận thời gian thoáng chốc đã trôi qua hơn hai tháng hôm nay ngọc mai có lịch khám thai vừa về đến nhà cô ta liền đưa kết quả xét nghiệm ra trước mặt của bà tư bà nhìn hạt đậu tròn trong giấy xét nghiệm mà cười không khép được miệng. Thấy Ngọc Mai đi khám thai về có vẻ mệt mỏi. Bà vội vào bếp pha nước cam để cho cô ta uống, để cho cháu nội của bà không bị khát. Nào ngờ, khi bà vừa bước lên lầu, đến cửa phòng thì vô tình nghe được cô ta nói chuyện điện thoại. Ôi, cái bà giảng ngu ngốc đó cùng với con trai bà ta tưởng là thông minh lắm sao? Tao đưa cái giấy khám thai liền tin tưởng không chút nghi ngờ đợi thêm một thời gian nữa thôi đợi tao lấy được tài sản của cái nhà này thì sẽ cho hai mẹ con ngu ngốc đó một món quà bất ngờ nếu bà ta biết mình bị lừa thì chắc là sẽ tức đến hộc máu mà chết chỉ nghĩ đến đó thôi tao đã thấy hạ giả lắm rồi đứng ngoài cửa phòng nghe được những lời đó bà tư vô cùng tức giận lập tức mở cửa bước vào phòng lúc này ngọc mai đã cởi bỏ cái bụng bầu giả của mình đặt xuống giường cô ta nghe tiếng động liền quay đầu lại bắt gặp bà tư đã bước vào phòng cô ta ôm bụng của mình nói lắp bắp mẹ sao mẹ vào phòng con mà không gõ cửa nếu tôi gõ cửa thì làm sao biết được bộ mặt thật của cô hóa ra lâu nay cô luôn lừa dối cái nhà này tôi phải lập tức báo cho con trai tôi biết để nó về đây mà xử lý cô ngọc mai có chút sợ hãi vội vàng chạy đến quỳ gối cầu xin bà ta mẹ con xin mẹ đừng nói cho anh thành biết con biết lỗi rồi mẹ ơi sau này con nhất định sẽ nghe lời mẹ sẽ sinh cho mẹ cháu trai nối dõi tông đường cô đừng có gọi tôi là mẹ tôi không bao giờ chấp nhận đứa con dâu dối trá như cô tôi phải nói cho thằng thành biết dứt lời bà rút tay ra khỏi khỏi người ngọc mai nhanh chóng chạy xuống nhà để gọi cho con trai sợ bà sẽ gọi điện cho nhật thành ngọc mai lập tức đuổi theo bà đến cầu thang thì thấy bà đang chạy xuống trong đầu nhất thời rối loạn cô ta đuổi theo bà đến ngã rẽ cầu thang thì vươn tay xô bà tư một cái khiến bà không kịp trở tay mà ngã nhào từ cầu thang xuống nền sàn thấy bà nằm bất động ngọc mai vội xuống xem tình hình nhìn bên cạnh bà đã có một vũng máu lớn cô ta sợ hãi lùi về phía sau ngọc mai nhanh chóng chạy về phòng gom hết quần áo lục lọi hết cả phòng của mình và bà tư để lấy tất cả vàng vòng tiền bạc sau đó liền đón xe ra khỏi khu nhà ở công ty trong lòng của nhật thành ngày hôm nay không hiểu sao cứ bồn chồn dường như cảm nhận được có điều chẳng lành anh ta không ở lại văn phòng nữa mà lái xe về nhà chiếc xe dừng trước cổng nhà nhật thành bước xuống thì thấy cổng nhà đã mở sẵn tưởng trong nhà có trộm nên anh ta vội vã chạy vào trong vừa bước vào trong nhà anh ta bàng hoàng khi thấy mẹ mình đang nằm bất tỉnh dưới cầu thang đầu chảy rất nhiều máu không nghĩ thêm bất cứ điều gì nhật thành lập tức đưa bà đi bệnh viện đợi chờ trước phòng cấp cứu suốt bốn tiếng đồng hồ cuối cùng cửa phòng cũng mở bác sĩ bước ra ngoài lắc đầu với anh ta bà cụ bị chấn thương quá nặng chúng tôi đã cố hết sức để giữ lại mạng sống của bà chỉ tiếc là có lẽ bà cụ sẽ bị liệt nửa người không thể đi lại được nữa chỉ có thể nằm một chỗ đến cuối đời kể từ giây phút đó nhật thành như chết lặng tâm trạng suy sụp đến tột độ vài tháng sau khi anh ta đang ở trong phòng bệnh thì bác sĩ có đến khám cho bà tư đợi bác sĩ khám xong nhật thành tiễn người ta ra ngoài nhưng không ngờ vừa bước đến cửa lại vô tình bắt gặp một bóng hình quen thuộc mà đã lâu không được gặp nhật thành vội vàng tạm biệt bác sĩ rồi chạy theo bóng dáng của thu lan vừa chạy anh ta vừa gọi thu lan thu lan nghe thấy giọng nói của anh ta thì sững người cô quay đầu lại khoảnh khắc hai người gặp lại nhau ánh mắt thu lan nhìn anh ta chỉ có một tia lạnh lẽo cô nhàn nhạt nói anh gọi tôi có chuyện gì không lâu quá không em gặp em dạo này em có khỏe không con gái của mình sao rồi cô cười mỉa mai xin anh cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình một chút con gái nào là con gái của anh chẳng phải lúc trước anh bảo chẳng cần cái con vịt trời trong bụng tôi à nhật thành xấu hổ anh anh đúng lúc này có một vị bác sĩ đi đến anh lớn tiếng gọi tên thu lan lan em đến rồi sao không vào phòng đợi anh đứng đó làm gì thế cả hai người nghe thấy giọng của khải thì quay đầu qua đáy mặt lạnh lẽo của thu lan thoáng chốc trở nên ấm áp cô mỉm cười đi về phía anh em mới đến thôi em có đem cơm cho anh này sao em không bế con đến thăm anh mới có không gặp một chút mà anh đã cảm thấy nhớ nó rồi con bé đang ngủ ở nhà với ông ngoại nên em mới không bế vào gặp anh khải liếc nhìn người đàn ông phía sau thu lan dịu giọng hỏi. Ai thế em? Chỉ là người lạ thôi anh, cứ mặc kệ người ta đi. Hai đứa mình mau vào phòng của anh đi. Ừ. Nhìn hai người trước mặt vui vẻ rời đi, trái tim của Nhật Thành có chút chua xót. Nụ cười dịu dàng ngày nào của Thu Lan dành cho anh ta bây giờ lại thuộc về người đàn ông khác. Nhưng anh ta lại không thể làm gì ngoài việc gượng cười. Một năm qua, khi Thu Lan đang trong giai đoạn đau khổ nhất của cuộc đời, Chính bác sĩ Khải đã là người chữa trị, chăm sóc cho cô. Chính anh đã dùng trái tim chân thành của mình để chữa lành cho những vết thương lòng đã khắc sâu vào cơ thể của cô. Giờ đây, hai người đã chính thức ở bên nhau. Cô cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Còn Nhật Thành từ đây đến cuối đời, có lẽ sẽ phải sống trong hối tiếc và đau khổ. Khi bước về phòng khám, Thu Lan mới thành thật nói cho Khải người khi nãy là chồng cũ của em. Không ngờ lại gặp được anh ta ở chỗ này. Khải nắm chặt tay cô. Em cứ mặc kệ anh ta đi. Anh nghe nói mẹ của anh ta bị liệt nửa người nên phải nằm ở bệnh viện này. Nghe đến mẹ chồng cũ của mình bị liệt, Thu Lan có chút sừng sốt. Nhưng sau đó cô lại bình tĩnh nói. Mới có gần một năm không gặp mà mọi thứ thay đổi nhiều quá. Không ngờ một người khỏe mạnh như bà ấy cũng lâm vào bước đường này. Đó cũng là số phận. Bà ta lúc trước đối xử không tốt với em thì bây giờ cũng phải trả một cái giá quá đắt rồi. Dù gì cũng tính là quen biết, nếu có thời gian em cũng nên đến thăm bà ấy một lát đi. Em biết rồi. Lúc Nhật Thành trở về nhà, bầu trời đã tối mịt, cả căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ còn lại mỗi anh ta, vừa cô đơn lại vừa hưu quạnh. Anh ta mở cửa phòng, nằm vật vã ra giường, suốt bao nhiêu tháng nay cứ đến công ty rồi lại vào bệnh viện khiến nhật thành mệt mỏi có chút không thở được nằm được một lát anh ta đứng dậy lấy quần áo đi tắm rửa để chuẩn bị vào bệnh viện với mẹ mình do đã nhiều ngày chưa giặt quần áo nên áo trong tủ cũng đã không còn nhật thành chỉ đành tìm kiếm dưới mấy ngăn tủ trong lúc tìm kiếm bỗng nhiên anh ta nhìn thấy một quyển sổ đã có chút ngả màu nhật thành hiếu kỳ nên liền mở ra khi quyển sổ được mở ra anh ta nhìn thấy nội dung trong đó thì đã giật mình. Đó là quyển nhật ký của Thu Lan đã bỏ quê lại ở đây. Đọc từng dòng chữ nắn nót mà cô viết. Hai mắt Nhật Thành không kiềm được mà đỏ lên. Cô viết. Ngày 12 tháng 5. Hôm nay, mình rất vui khi được gả cho anh Thành. Không biết anh ấy có nôn nao như mình không nhỉ? Ngày 25 tháng 8. Mình đi khám thai về. Bác sĩ nói mình đã có một cô con gái. Mình vui lắm. Nhưng hình như mẹ chồng mình không được vui, bà không thích con của mình sao? Ngày 14 tháng 9, mình không ngửi được mùi cá chép nên cảm thấy rất buồn nôn và mệt mỏi, nhưng điều này lại làm cho anh Thành và mẹ không vui. Anh ấy nói mình lúc nào cũng thích khóc, không bao giờ nghĩ cho anh ấy. Nhưng thật sự từ khi mang thai thì mình không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Không biết anh ấy có ghét bỏ mình và cục cưng trong bụng không nữa. Ngày 25 tháng 11, hôm nay, anh Thành đi nhậu đến tận 2 giờ sáng mới về. Mình thay quần áo thì phát hiện trên cổ áo sơ mi của anh ấy có vết son môi. Liệu có phải anh ấy có người phụ nữ khác rồi không cần mình nữa không? Ngày 8 tháng 12, mình đã nhận được hình ảnh của chồng mình đang ngủ ở bên cạnh của người phụ nữ khác. Anh ấy thật sự đã phản bội mình rồi. Mình và con phải làm sao bây giờ đây? Khép lại những dòng nhật ký hai hàng nước mắt của người đàn ông cuối cùng cũng đã rơi. Nhật Thành thật sự hối hận rồi. Đáng ra anh ta không nên đối xử với Thu Lan như thế. Đáng ra anh ta phải chăm sóc tốt cho hai mẹ con của cô. Chắc trong khoảng thời gian đó, cô đau đớn và tuyệt vọng lắm. Vừa bụng mang dạ chửa đứa con trong bụng lại còn bị chồng suốt ngày ghẻ lạnh. Không thông cảm cho mình lấy một lần. Tại sao? Anh ta lại có thể là một thằng đàn ông đốn mặt như thế nhật thành không dám nghĩ nữa vì nghĩ đến sẽ cảm thấy đau anh ta phải làm sao để có thể quay lại như trước một đêm đó nhật thành gần như không ngủ sáng ra hai mắt anh ta lờ đờ đi đến bệnh viện chăm sóc mẹ của mình đang mơ màng bước vào phòng bóng dáng quen thuộc lại hiện ra trước mắt thu lan đang ngồi bên cạnh giường bệnh của mẹ anh ta sợ bản thân nhìn nhầm nhật thành dụi mắt thêm mấy lần nữa xác nhận được đây là sự thật thì anh ta đã vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cô thu lan giật mình lập tức kháng cự đẩy người ra anh thành anh làm gì vậy mau buông tôi ra không anh không buông anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa tôi đếm từ một đến ba nếu anh không buông thì từ nay về sau đừng mong hai chúng ta có thể gặp nhau thêm một lần nào nữa nói rồi cô liền đếm một ngay khi vừa định đếm đến tiếng thứ hai vòng tay của người đàn ông đã dần buông lỏng anh cúi đầu lui về phía sau thu lan bình tĩnh nhìn nhật thành anh thành chúng ta đã ly hôn rồi anh đừng làm những chuyện khó coi như thế tôi nghe tin bác gái bị bệnh nên hôm nay mới đến thăm bà khoảnh khắc thu lan gọi mẹ anh là bác gái chứ không phải là mẹ như trước anh liền biết cô đã thật sự buông xuống đoạn tình cảm của bọn họ rồi. Khóe mắt Nhật Thành có chút cay. Anh ta cố gượng để bản thân mình không rơi nước mắt. Cảm ơn em đã đến thăm mẹ của anh. Không có gì. Bây giờ tôi có việc rồi. Nên xin phép anh tôi về trước. Ừ. Em về cẩn thận. Cánh tay cô vừa chạm vào cánh cửa. Người đàn ông phía sau nghẹn ngào nói một câu. Lan em có thể cho anh gặp con gái một lần được không chỉ một lần thôi cũng được cô cười nhạt cái này thì tôi không thể quyết định thay con chờ ngày nó lớn lên rồi muốn gặp anh hay không thì đó là quyền của con bé anh hiểu rồi cánh cửa đóng lại cũng chính thức đóng lại những ký ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời của nhật thành từ đây về sau có lẽ anh phải dùng quãng đời còn lại để trả giá cho những sai lầm thời tuổi trẻ quý vị thân mến hãy để lại bình luận bên dưới video cho mc anh khôi biết cảm xúc của quý vị qua câu chuyện hôm nay như thế nào nhé đừng quên cho mc anh khôi một like video điều này sẽ giúp youtube nhận biết được nội dung trên kênh hữu ích ý nghĩa mang lại giá trị nhân văn cho mọi người cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn lắng nghe và đồng hành